Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Đây là con Samsung Galaxy Fold 3 và chủ đề của video clip ngày hôm nay. Đó, Thịnh muốn nói thì Thịnh xin đặt tên luôn. Đó là chúng ta chạy theo cái giá rẻ, hoặc là từ dân gian gọi là ham rẻ khi mà chúng ta sửa chữa những cái máy đặc thù như thế này. Rồi, Thịnh sẽ kể cho anh em nghe câu chuyện của chiếc máy này nha. Thì anh khách này, anh gặp cái lỗi đó là màn hình trong lúc lên lúc không, gặp ra gặp vô lúc lên lúc không. Thì sau khi anh tham khảo giá thì anh lựa chọn một cái nơi là báo giá rẻ nhất, có nghĩa là Thịnh trong video clip này Thịnh sẽ công bố cái mức giá cho anh em biết luôn. Đó là ở thời điểm hiện tại nha, sau này thì anh em cứ hỏi giá trực tiếp thì nhiều khi nó thay đổi. Ở thời điểm hiện tại Thịnh đang nhận làm cái lỗi mà màn hình lúc lên lúc không của Fold 3, là mình thay nguyên một cái dàn cáp gập zin mới chính hãng và bao 100%. Nếu máy anh em là full zin chuẩn mực hết là chắc chắn thành công đó, và phí Thịnh nhận là 3,5 triệu. Đó, nó rẻ hơn gấp mấy lần so với việc phải thay nguyên một cái bộ màn hình đâu đó khoảng 13 triệu mấy trăm ngàn ở trong hãng á. Nhưng mà kết quả là hoàn toàn tương tự, chất lượng linh kiện là hoàn toàn tương tự. Bởi vì khi mà hãng thay nguyên một bộ màn hình khung mới thì mục đích là cũng đã có những cái sợi cáp mới ở dưới cái màn hình chính này thôi. Thì mình là mình thay riêng được những sợi cáp đó, nên nó giảm chi phí xuống. Rồi, thì cái đơn vị mà báo giá cho anh theo như anh chia sẻ với mình thì họ báo giá đâu đó khoảng có 2 triệu mấy thôi. Đó, thì anh mới đưa qua. Thì sau khi mà họ tiếp nhận, họ làm, sau đó họ báo lại với anh này nói là thay mấy sợi cáp rồi mà vẫn không lên, thôi em gửi máy lại cho anh đó. Thì anh mới cầm máy anh gọi qua cho mình, vì qua cái điện thoại thôi, qua cái cuộc điện thoại mình nghe được cái vấn đề đó, là mình đã báo với anh thẳng thắn luôn qua điện thoại là mình chắc chắn 100% cái máy này có vấn đề rồi. Vấn đề ở đây mình liệt kê ra hai trường hợp luôn. Một là bên đó đã tách hư cái màn hình của anh, hay là cái màn hình trong máy bây giờ không phải của anh nữa đó. Bởi vì nếu mà đúng lỗi đó và máy nguyên zin và một đơn vị chuyên nghiệp đảm nhận thì 100% thành công, chứ không có chuyện là thay máy sợi cáp mà không được. Nó không có lỗi gì khác nha anh em, nó không có một trường hợp nào khác để mà chúng ta nói là thay máy sợi cáp vẫn không lên. Và đây đó, anh nghe thì anh cũng hơi bối rối và bất ngờ, mà anh cũng mang máy qua cho mình coi, và đúng thật là nó rớt vào trường hợp mình nói cái màn hình bị tách hư rồi. À, anh em thấy một bên này, bên này. Cái này là do quá trình bóc tách màn hình này ra để thay cái dàn cáp ở dưới, người kỹ thuật đã bóc làm hư cái màn rồi đó. Nhưng mà cái khó của ảnh cũng là cái dễ của cái người kỹ thuật để mà đẩy trách nhiệm ở đây, đó là do máy ảnh gặp cái tình trạng là lúc lên lúc không, có nghĩa là lúc mà ảnh đưa máy qua cho người ta là màn hình không lên gì hết đó. Nên là khi người ta tách ra, người ta thấy cái dấu này, chắc chắn là người ta biết người ta tách hư, nhưng mà người ta có cái cớ để người ta không phải đền, không phải chịu trách nhiệm. Bởi vì lúc nhận đâu biết màn hình có lên hay không đâu. Đó, thì bây giờ màn hình nó bị như vậy đâu phải do em làm, em đâu có test được lúc đầu. Đó, nên là anh này ảnh hoàn toàn thất thế và chắc chắn là anh phải ngậm ngùi cầm máy đi về. Và lúc này giải pháp cho anh là gì? Chỉ còn một giải pháp duy nhất thôi, đó là thay màn hình ha. Có nghĩa là thay gì, anh bỏ ra 3,5 triệu và ảnh làm với xác suất thành công là 100%, mình bao cho ảnh vấn đề đó. Thì bây giờ ảnh vì cái chênh lệch giá ảnh chọn cái 2,5 triệu, thì bây giờ ảnh không sửa được, cái màn hình nó hư hẳn rồi, bây giờ ảnh phải bỏ ra 13 triệu mấy trăm mới xài được cái máy này. Anh em thấy rất là cay đắng cho cái việc mà khi mà chúng ta sửa máy mà chúng ta không phải trong nghề, nên chúng ta không nắm được về cái chuyên môn và chúng ta chỉ biết quan tâm đến vấn đề giá, nó nguy hiểm như vậy. Đối với những cái lỗi mà nó mập mờ nó lại càng nguy hiểm, giống như Thịnh hay nói với anh em là sửa những cái máy mất nguồn vậy đó. Tôi nhận mất nguồn, tôi trả ra mất nguồn, sửa được lấy tiền, không sửa được cũng đâu có sao. Nhưng mà anh em là người chịu thiệt nhất. Khi mà mất nguồn, người ta không chuyên, người ta sửa nát rồi, thì anh em có cầm máy qua một cái nơi chuyên sửa, người ta cũng không cứu lại được nữa. Và anh em là người đối diện với cái thiệt hại nặng nề nhất. Đó, qua cái câu chuyện thay cáp gập Fold 3 này, một lần nữa nó lại xuất hiện cái gọi là cái góc tối trong cái ngành sửa chữa này. Có nghĩa là những đơn vị không chuyên, gọi là hoặc là không có uy tín, thì thường thu hút bằng giá cực rẻ. Để làm gì? Để họ có cái máy, để họ nghiên cứu, để họ làm, để họ tìm cách làm, hoặc là thậm chí để họ tráo đồ, luộc đồ. Đó, chỉ có thể thu hút anh em bằng mức giá thôi, chứ bằng cái gì nữa giờ. À, mình mới ra, mình không có uy tín, tay nghề mình chưa cao, làm sao mà có máy để làm.
chỉ có duy nhất là đưa ra một cái mức giá thật là ảo diệu để mà người dùng không biết, chỉ nghe cái từ thay cấp gập đó và dò cái giá và mang đưa máy đến thôi. Đó là anh em đã giao chứng cho ác là như vậy. Và cái tình huống này thì anh khách này anh có qua anh cự lộn hay là cái gì nó cũng không, anh không có là người nắm nắm cái thế chủ động nữa, vì thứ nhất lúc giao màn hình không lên và bây giờ máy đã đem ra khỏi cửa hàng rồi đó. Ok anh em, định chia sẻ với anh em về cái vấn đề mà sửa chữa ngày nay, cái công tác thay cắp gập phone 3 nói riêng và bất kỳ một dịch vụ sửa chữa nào nói chung, chúng ta phải chú trọng đến uy tín và cái chất lượng sửa chữa là đầu tiên. Thứ hai chúng ta mới suy xét đến vấn đề giá. Giá ở đây chúng ta phải chú và lựa chọn vào một cái mức giá hợp lý chứ không phải là mức giá rẻ nhất. Rẻ nhất là có vấn đề. Đa số là như vậy. Đó. Rồi ok, cảm ơn em. Nếu anh em có nhu cầu sửa chữa phone 3 cứ liên hệ trực tiếp. Thịnh đến thời điểm này Thịnh dùng Thịnh có thể nói với anh em số lượng máy phone 3 mình đã làm là trên 200 máy rồi. Trên 200 máy ha, nên là tất cả những vấn đề về phone 3 gần như mình đã giải quyết hết. Anh em cứ liên hệ, mình sẽ tư vấn anh em cái hướng sửa chữa tối ưu. Rồi bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.